Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại đang là 10 giờ đêm ở Nhật Bản, không biết các bạn còn thức hay không. Thì hôm nay buồn quá không biết làm gì, ngồi đây tám chuyện chơi với tất cả các bạn. Thì mình xin được kể cái quá trình xin cho con đi học ở Nhật Bản nó như thế nào, nó có dễ hay không. Thì cách đây khoảng 1 năm thì con mình mới bắt đầu đặt chân đến Nhật Bản, lúc đó khoảng 10 tháng tuổi. Và mình quyết định tìm cho nó một cái nhà trẻ hay là hokkien các bạn, nhà trẻ để gửi vô để cho nó đi học. Chứ ở nhà một mình nó rất là buồn. Thì mình có lên ủy ban thành phố. Thì ở đây tất cả cái việc mà xin cho trẻ em đi học, là mẫu giáo hay là nhà trẻ đều phải thông qua ủy ban thành phố họ xét nha các bạn. Nếu bạn có tiền thì bạn đi trường tư thì cũng được, nhưng mà rất là mắc. Thì mình lên ủy ban thành phố xin một bộ hồ sơ và họ cho một cái list danh sách trường. Và mình điền tới 15 nguyện vọng, do mình ở cái trung tâm thành phố khá là lớn và rất là nhiều trường. Và sau khi điền gửi cho si thì họ gọi đi phỏng vấn 1 đến 2 trường gì đó. Thì khi đi thì cả bố cả mẹ đi đến trường, xem thiết bị trường và nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm. Rồi sau đó kết quả thì vẫn bị rớt các bạn, do họ xét rất là kỹ. Nói với vợ mình cũng chưa đi làm và trường cũng rất là đông nên là không còn chỗ trống nữa. Thì sau mình sẽ phải đợi đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 các bạn. Thì họ gửi thông báo về. Nhưng mà sau đó thì mình đã chuyển đến một cái thành phố nhỏ hơn và ở đây thì mình cũng làm một bộ hồ sơ và đem lên đó để xét. Thì cũng 5-6 trường thì đều bị rớt hết các bạn. Và cuối cùng thì mình tìm hiểu kỹ thì trên trang web của ủy ban thành phố lúc nào nó cũng update 1 tháng 1 lần, là những cái danh sách trường nào trống sẽ update đến đó, trống mấy chỗ, lớp 1 tuổi, lớp 2 tuổi gì đó. Thì mình đã lên đó và kiếm cái trường nào trống. Và mình đã gọi điện lên ủy ban thành phố và nói là mình muốn vô cái trường đó, thay đổi nguyện vọng cho tôi. Thì một thời gian sau thì họ đã gửi báo, giấy báo là đi học. Và quyết định và được đi học nha các bạn. Thì học phí bên này cũng không quá mắc. Thì như bé nhà mình gửi 1 tháng thì khoảng mất khoảng 2 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Thì nó ăn trưa đấy luôn các bạn. Ngày gửi được 8 đến 9 tiếng tùy theo nguyện vọng mình xin với ủy ban thành phố. Thì em bé ăn trưa ở trường một bữa trưa. Thì họ lấy cũng rất là ít tiền, do là họ xét theo cái thu nhập của từng người và họ tính tiền gửi nhà trẻ cho em bé. Thì theo kinh nghiệm của mình thì nếu các bạn ở các cái si nhỏ thì các bạn cứ lên trang web của si ấy, bạn xem trường, thông tin trường nó có trống hay không. Nếu nó trống thì các bạn đăng ký vào cái trường đó thì chắc chắn sẽ cơ hội đậu sẽ cao hơn. Và cũng khuya rồi thì chúc mọi người ngủ ngon nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye, ngày mai còn đi làm nữa các bạn.